Chào mừng các bạn quay lại series học WordPress nâng cao tại phạm.com Khi mà các bạn sử dụng WordPress thì cái tính năng quá dịch đã không còn xa lạ gì với bạn nữa Vì đó là một cái tính năng khá là quan trọng cho WordPress Và chấm mặc định thì nó có cho bạn một số cái quá dịch mà bạn có thể tìm thấy ở trong phần này Và khi mà các bạn cài thêm vào thì có thể nó sẽ cho bạn một số quá dịch Và một số cái plugin nó cũng cho sẵn bạn một số cái quá dịch để mà các bạn có thể chèn vào Vậy thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để mà chúng ta có thể là tạo quá dịch à, làm thế nào để mà chúng ta tạo được một cái quá dịch có những cái option như thế này ha thì ở video này mình sẽ nói qua chi tiết cách tạo một cái quá dịch cơ bản cũng như là những cái khái niệm cần thiết khi mà các bạn tạo quá dịch để mà các bạn có thể tự tạo một cái quá dịch riêng cho mình ha. thì tương tự như phần short code thì ở đây mình sẽ làm với plugin bạn cũng có thể là viết vào cái file function .pp ở trong cái theme ha nhưng mình là không khuyến khích mình khuyến khích là các bạn nên tạo một cái plugin riêng và bây giờ mình sẽ vào và mình tạo một cái plugin à, bây giờ mình tạo nó một cái file chẳng hạn một cái folder đi folder tên là test với dịch và trong cái folder này chúng ta sẽ tạo một cái file pp à, quá dịch vậy thì bây giờ mình sẽ khai báo những cái thông tin cần thiết như là à, Lucky name. Uh, what's it? Tutorial. Lucky auto. The farm. The farm. Come. à, Thì đó là những cái bước cần thiết để mà chúng ta khai báo một cái plugin thôi. À, các bạn khai báo như thế nào cũng được. Vậy thì, ở trong các bài viết của mình mình nói là khi mà tạo quá thì chúng ta sẽ làm sáu bước tất cả đúng không vậy thì ở đây mình sẽ diễn giải từng bước cho các bạn xem ha thì cái bước thứ nhất là cái bước khởi tạo quá dịch à, thì cái bước này là chúng ta có như sau mình comment ra cho các bạn dễ nhìn nè à, khởi tạo quá dịch thì ở trong đây đầu tiên là chúng ta có tạo một cái function ha và cái function này nó sẽ chứa cái hàm register quá dịch để mà chúng ta sẽ đăng ký một cái quái dịch bây giờ là chúng ta có function create quái dịch ví dụ như vậy hoặc là mình viết cho nó dễ nhìn nè thạch phạm quái dịch và trong cái function này nó không có tham số gì ha và trong cái function này chúng ta sẽ có một hàm khác để mà chúng ta tạo một cái quái dịch đó là register quái dịch và cái <laughs> cái tham số này là cái tên class của cái quá dịch mà chút nữa chúng ta sẽ tạo mà bây giờ chúng ta chưa tạo bây giờ chúng ta viết sẵn thôi chút nữa chúng ta sẽ tạo sau à bây giờ chúng ta để là à, tập phạm quá dịch chẳng hạn chúng ta mình sẽ tạo cái cây cái lá này sau rồi thì, thì, sau khi có à, function rồi thì chúng ta sẽ có một cái hàm add action ha để mà chúng ta thêm một cái hành động à, của, của, của cái function này thì chúng ta có là add action ở trong đây chúng ta có cái hút là với dịch nint và cái tham số thứ hai là cái function mà chúng ta vừa tạo create tạo phạm Project. à. Thì cái phần mà action này mình chưa có bài viết mình giải thích kỹ cho các bạn ha, mình sẽ giải thích sau. Nhưng mà bây giờ các bạn ở đây các bạn tạm hiểu là khi mà chúng ta tạo một cái function này rồi thì nó chưa có thực thi. Vậy như làm như thế nào để mà nó thực thi tự động thì, thì lúc này chúng ta sẽ thêm nó vào một cái action này thì lúc này nó sẽ thực thi cái function này mà chúng ta không cần phải viết ra ha rồi thì đó là cái phần mà khởi tạo quá dịch thì cái phần này nó cũng ngắn gọn như vậy thôi thì mình cũng không có giải thích gì nhiều và cái bước thứ hai là cái bước mà chúng ta sẽ tạo cho nó một cái class như là ở đây là mình đã có khai báo ở đây là một cái class để mà chúng ta tạo một cái quá dịch thì bây giờ chúng ta sẽ tạo cái class tên là như thế này và trong cái class này nó có những cái phương thức cái phương thức này thì là nó sẽ tiến hành nó tạo form nó hiển thị cái quá dịch hoặc là nó cập nhật cái dữ liệu mà chúng ta nhập vào à, đó là những cái phương thức ở, ở trong cái class này thì đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cho nó một cái class và chúng ta khai báo sẵn những cái phương thức trong đó luôn ha một chút nữa chúng ta chỉ cần chúng ta viết code vào cái phương thức thôi thì bây giờ ở đây mình có mình comment ra nè à, tạo class thập phạm và bây giờ chúng ta có là class thập phạm và nó sẽ kế thừa cái class tên là vdb basic à tại vì cái vdb basic này nó là cái class mẹ và cái thằng thạch phạm quá này thì nó chỉ là một cái class con nó kế thừa những cái 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 thuộc tính và những cái phương thức ở trong cái class mẹ này à rồi thì ở trong cái class này thì chúng ta có những cái phương thức như sau thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái phương thức để mà chúng ta đặt tên cho cái quá dịch này thì chúng ta có cái phương thức này bạn đặt tên như sau cũng được ha không cần thiết thì chúng ta có là function thập phạm với dịch chẳng hạn à rồi thì cái này là mình comment ra là đặt tên với dịch à và cái phương thức thứ hai đó là cái phương thức mà chúng ta tạo một cái form option tức là những cái này nè tức là những cái phần mà chúng ta nhập vào đây là những cái form option thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra nó một cái phương thức để mà chúng nó tạo những cái form option này à chúng ta có chúng ta comment ra tạo form option cho quá à và chúng ta có là cái tên phương thức này là bạn phải viết giống hoàn toàn ha không có được viết sai tức là ở trong cái class vdb quá này nó có hỗ trợ bạn sẵn ba cái phương thức bắt buộc tức là phương thức form update và phương thức quá uh, thì ba cái phương thức này bạn phải viết giống hoàn toàn chứ không được viết sai không được viết khác thì ở đây chúng ta có là function from và ở trong đây nó có một cái tham số nó chứa một cái biến thì mình gọi đây là biến instance à và. ok thì đó đây đây là cái phương thức mà để mà chúng ta chút nữa chúng ta sẽ tạo cái form bây giờ chúng ta sẽ có một cái phương thức nữa là khi mà các bạn nhập những cái dữ liệu vào cái form này rồi thì khi mà các bạn nhập vào thì các bạn ấn nút lưu lại thì nó sẽ chẳng lưu lại đâu tại vì các bạn chưa có phương thức để mà chúng các bạn lưu lại những cái thông tin mà các bạn đã nhập vào thì bây giờ chúng ta sẽ tạo cho nó một cái phương thức tên là update và nó sẽ là lưu lại những cái cái thông tin mà các bạn đã nhập vào form nó sẽ lưu lại ở trong database thì mình ghi đặt tên là à, lưu thông tin option à và cái tên cái phương thức này là function Object ở trong này nó có hai cái tham số cái biến thứ nhất là new instance và cái biến thứ hai là old instance đây là những cái thuộc tính của nó rồi thì cái tiếp tục thêm một cái uh, phương thức cuối cùng nữa đó là phương thức mà chúng ta sẽ hiển thị những cái quá này ra ngoài cái theme tức là khi mà các bạn thêm cái quá dịch vào trong đây thì là cái phương thức cuối cùng này nó sẽ hiển thị cái quá dịch ở ngoài cái giao diện ha nếu mà các bạn không có phương thức này thì nó sẽ không thể hiển thị ra ngoài đây thì bây giờ mình sẽ phải viết cái phương thức cho nó à, rồi hiển thị quá dịch ra website và đây chúng ta có là function cái và cái phương thức này tên là quá dịch ở trong cái phương thức quá dịch này chúng ta có hai tham số cái tham số nhất là acromen và cái tham số thứ hai là instant ok thì ở đây chúng ta đã làm xong cái phần mà chúng ta tạo cho nó một cái class và cái cấu trúc của những cái phương thức ở trong cái class này và chút nữa chúng ta sẽ viết khối cho từng phần từng phần từng phần từng phần này ha và ở đây mình xin nhắc lại như sau Đầu tiên là chúng ta khởi tạo một cái dịch với cái hàm là register quả dịch và cái hàm này nó sẽ thực thi cái class tên là thực phẩm dịch tức là class mà chúng ta tạo cái dịch và cái bước thứ hai là chúng ta sẽ tạo cho nó một cái class tên là thực phẩm quá dịch nó giống như ở đây mà chúng ta đã khai báo và nó sẽ extend cái class tên là vtp quá dịch và trong cái class thực phẩm quá dịch này nó sẽ có những cái phương thức như là phương thức đặt tên cho quá nè À, phương thức tạo form nó tên là form à, phương thức lưu thông tin nó tên là update hoặc là phương thức nó hiển thị cái quá dịch trên website nó tên là quá dịch à, thì đó là cái cấu trúc của cái class mà chúng ta tạo thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng phần để mà chúng ta có thể là à, à, tạo cho nó những cái option hay là những cái, cái 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 thông tin cần thiết thì bây giờ chúng ta sẽ lưu lại và mình vào phần plugin mình kích hoạt cái plugin này lên coi à. và sau đó bạn vào phần quá à. à cái phần action này thì cái hút này phải nó phải là quá tức là nó có một cái chữ s ha mình xíu chữ s là mình lưu lại mình vào thì lúc này là khi mà các bạn tạo xong những cái class và những cái phương thức thì khi mà các bạn vào phần quá này thì bạn sẽ thấy một cái khung trống như thế này nó chưa có tên gì hết tại vì chúng ta chưa có đặt tên cho nó thì coi như là bước này chúng ta đã làm thành công và khi nào các bạn làm nó hiển thị ra cái cục tròn tròn dài này thì nó thì các bạn đã làm thành công ha rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cái bước nữa đó là chúng ta sẽ khai báo những cái thông tin trong cái worksheet này và bao gồm cái bước mà chúng ta sẽ đặt tên cho cái worksheet ha rồi thì bây giờ ở cái phần đặt tên này chúng ta sẽ chúng ta sẽ làm việc với cái phương thức này à, phương thức đầu tiên này và ở đây chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tạo cho nó một cái biến để mà nó lưu những cái tham à, thông số trong cái quá trình ha thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái biến tên là phạm option chẳng hạn nó sẽ bằng nó là có một cái mảng array và ở đây và ở đây nó có những cái tham số như là class name tức là cái ID để mà nó phân biệt với những cái quái dịch khác và các bạn phải đặt tên cho nó không bị trùng với những cái quái dịch khác ha và chúng ta có là thập phạm quái dịch chẳng hạn à, rồi cái à, thành số thứ hai tên là description cái description này tức là cái mô tả của cái quái dịch mà các bạn sẽ thấy ở trong cái phần appearance thì đây mình ghi là À, hướng dẫn tạo logic. à rồi thì bây giờ chúng ta đã có một cái biến à, chứa những cái option và ở dưới này chúng ta sẽ có thêm một dòng nữa là dish và chúng ta sẽ chọn đến cái class vtp à và ở trong đây nó có những cái tham số như sau trước tiên là chúng ta tạo cho nó một cái ID thì cái ID này là cái ID mà nó sẽ hiển thị ở trong cái HTML của cái quá dịch ha tức là các bạn có thể là dễ dàng viết CSS cho nó ha Rồi à, chúng ta sẽ có là thực phạm quá dịch ID các bạn có thể viết sao cũng được ha các bạn không cần thiết phải viết giống ở trong các bạn này mình chỉ viết tự trưng cho cái bài này thôi chứ không cần viết giống ha và tham số thứ hai là là cái tham số mà chúng ta sẽ đặt tên cho cái cây quá dịch chúng ta có là tập phạm quá dịch chẳng hạn và tham số thứ ba là chúng ta sẽ uh, thêm cái biến này vào tức là tb option thì đây thì sau khi mà các bạn đã viết xong như thế này rồi á các bạn ấn lưu lại và các bạn vào phần trong phần appearance thì các bạn sẽ thấy là à uh, các quá dịch của mình đã có những cái thông số như là cái tên này và cái, cái uh, description thì đó là những gì mà chúng ta đã khai báo ở trong cái phần này À, đây tức là cái tên của uh, quái dịch và đây là cái uh, description của cái quá dịch à và đó là chúng ta đã làm xong cái phần mà chúng ta đặt cho cái quá dịch này thì coi như là phần này chúng ta đã làm xong và không gì làm nhiều hết tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi qua một cái phần quan trọng nữa là đó là chúng ta sẽ tạo những cái form ở trong cái uh, quá dịch tức là cái phần mà khách có thể nhập những cái tùy chọn vào ha tức là họ có thể là nhập tên là nhập số chẳng hạn vân vân thì ở đây là, là chúng ta sẽ tạo cái form đầu tiên thì uh, trước khi tạo cái form thì mình khuyến khích là các bạn nên tạo cho nó một cái biến để nó chứa những cái giá trị mặc định ví dụ như bạn có cái form nhập title của cái widget thì các bạn được thì cái giá trị mặc định này tức là nó sẽ là nó thêm một cái dòng gì đó nếu mà họ không nhập gì vào thì đó là những cái giá trị mặc định thì ví dụ như là chúng ta có cái biến tên là default và nó sẽ bằng array thì bây giờ trước tiên ở trong cái ví dụ này mình sẽ làm cho nó một cái form thôi và cái form này là chúng ta sẽ nhập cái title của cái widget uh, thì chúng ta có là title từ đây là cái tên của cái form ha chút nữa mình sẽ tạo cái tên của form bạn nhớ này rồi chúng ta có là giá trị mặc định là tên widget uh, title à, ví dụ như vậy thì đó là biến chứa những cái giá trị mặc định thì bạn có thể là thêm nhiều cái nếu mà các bạn có tạo nhiều cái form ha rồi thì bây giờ chúng ta đã tạo xong cho nó một cái biến chứa những cái giá trị mặc định Nhưng mà làm như thế nào để mà cái form này nó hiểu rằng những cái tham số này nó sẽ thành những cái giá trị mặc định trong cái form à. Thì để mà cho nó hiểu vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái hàm riêng trong red nữa Để mà chúng ta gộp những cái tham số này vào cái biến này để mà nó xác định rằng những cái này là giá trị mặc định của cái biến này Nếu mà khách không nhập vào ha thì đầu tiên là chúng ta sẽ có là chúng ta khai báo cái biến extend và nó sẽ bằng vdp parse agreement và ở trong đây nó có những tham số như sau đầu tiên là chúng ta để là array à thì kế tiếp là chúng ta ghi cái biến extend và cái tham số thứ hai là cái tham số chứa những cái giá trị mặc định mà chúng ta đã khai báo tức là default thì lúc này uh, những cái giá trị này uh, nó sẽ gộp vào cái biến insta này và nó trở thành cái giá trị mặc định của cái, cái biến insta này rồi vậy thì sau khi mà chúng ta đã làm hai biến như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đã có một cái uh, một cái biến tên là uh, insta title thì cái biến này á là nó sẽ là hiển thị những cái giá trị ở trong này ra ví dụ như là uh, what's your title thì cái biến này nó sẽ hiển thị ra cái giá trị này ha à. Bây giờ, bây giờ chúng ta chưa cần dùng tới đâu mà bây giờ mình sẽ cho các bạn hiểu rằng ờ ừ, chúng ta đã có một cái biến để mà chúng ta in cái giá trị này ra vậy thì mặc định thì nếu mà chúng ta là in viết luôn cái chữ này vào thì nó hơi dài đúng không cho nên là tốt nhất là mình cho nó một cái biến để mà nó hướng nó đi ví dụ như là title và nó sẽ bằng và đây là các bạn có thể viết như thế này nhưng mà mình khuyến khích là các bạn nên viết thêm một cái hàm cho bước phép nữa ta là như thế này và mình sẽ ghi cái stand uh, total và thì cái hàm này nó có ý nghĩa như thế nào thì uh, cái hàm này là, là nó kiểu như là nó sẽ encode những cái uh, những cái uh, ký tự đặc biệt như là ký tự uh, dấu dấu ngoặc kép uh, những cái tự lớn hơn nhỏ hơn vân vân để mà nó không có bị xung đột ha thì các bạn thì mình cũng khuyến khích là các bạn nên là viết cái hàng này bọc vào cái biến này nhưng mà khi mà họ có viết những cái ký tự nào vào thì nó cũng là tự encode lại ha nó không có mà nó hiển thị ra luôn rồi thì đó là bây giờ chúng ta đã có một cái biến tên là title để mình chúng ta được à, hiển thị cái giá trị này rồi và thì đó là chúng ta đã có một cái à, biến thôi để mà chúng ta hiển thị cái giá trị của của cái title nhưng mà chúng ta tạo form như thế nào? Chúng ta chưa tạo form đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ tạo cho nó một cái form để mà nó sẽ cho phép khách nhập cái title mà họ muốn vào. À. Bây giờ đây mình comment ra là tạo form. Và ở phần này. ở sys Và ở phần này thì là chúng ta có là echo tức là chúng ta muốn hiển thị cái gì ra nhập tiêu đề à và ở đây là chúng ta sẽ có một cái thẻ input ha. Class là whitespace. Cái class whitespace này, cái class này nó là class mặc định ở trong cái WordPress, nó nó hiển thị cái cái cái, cái font của bạn cái à, như là nó sẽ dài ra ha. nó không bị ngắn hay là nó bị gì hết mà nó sẽ dài ra. Thì đó là cái class whitespace này. Và chúng ta có type là test hạn. Và chúng ta có name bằng À, và, giờ, và bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến này nữa Ở đây chúng ta có là This uh, get File Name Và đây chúng ta ghi là in, uh, Title Tức là nó sẽ lấy cái giá trị của cái uh, này Bỏ ở đây à. Và tiếp tục chúng ta có là Value Bằng và chúng ta cũng có là như sau Chúng ta có là Biến Title Tức là cái biến này rồi rồi coi như xong chúng ta đã tạo xong một cái form à bây giờ chúng ta lưu lại à, chúng ta vào phần quá dịch của mình ha thì mình đưa cái quá dịch này vào trong đây đi thì bạn thấy là bây giờ mình có một cái uh, form tên là nhập tiêu đề và nó có cái giá trị mặc định là quá dịch title tức là cái value mặc định của nó ha rồi thì um, Bây giờ các bạn thử là các bạn nhập vào ví dụ như là title 1. Mình ấn save lại. Thì nó không có lưu lại đúng không? Nó toàn trả về cái kết quả mặc định thôi, nó không lưu lại. Vậy làm thế nào mà để rồi nó nó lưu lại những cái giá trị mà chúng ta đã đã nhập vào? À, thì cái bước đó là chúng ta sẽ làm việc với cái 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 cái, cái phương thức update này. Tức là nó sẽ lưu là những cái thông tin mà chúng ta đã nhập vào cái phần title này. Rồi. Thì ở, ở cái phần này là chúng ta có như sau đầu tiên là chúng ta có là instant bằng o instant à và bây giờ chúng ta sẽ <laughs> cái o instant này á là nó sẽ lấy cái uh, tham số ở trong này ra à và bây giờ chúng ta sẽ có là instant total tức là cái này bằng Strip Plus, new instance title à, bấm tôi có và chúng ta return cái thằng instance uh, này ra thôi. rồi, à, thì bây giờ mình sẽ lượng uh, lưu lại nè. rồi bây giờ mình sẽ ghi vào title một thì lúc này bạn thấy là cái giá trị của mình nhập vào là nó đã lưu lại rồi đúng không? À, nó không bị mất. Vậy thì bây giờ mình sẽ mình tiến hành mình giải thích những cái gì mà mình đã viết vào trong cái phần mà chúng ta lưu lại những cái thông tin trong cái form ha. bây giờ mình quay lại cái code. thì đầu tiên là trong cái phương thức update này nó có hai cái tham số và hai cái biến, cái biến new instance này là nó sẽ tự lấy những cái giá trị mà khách nhập vào cái form và họ ấn nút sale ha. nó sẽ tự động làm hết ha và cái biến old Easter này là nó sẽ lưu lại những cái giá trị trước đó. Ví dụ như là những cái giá trị trước đó như là cái title này có cái giá trị là uh, basic title. À. Ở trong đây chúng ta sẽ khai báo cái biến instance này và chúng ta sẽ lấy những cái giá cái giá trị cũ tức là những cái giá trị này bỏ vào cái biến này. Và sau đó thì chúng ta sẽ gộp những cái giá trị trong cái uh, biến new Easter này tức là những cái giá trị mới ấy gộp cái biến extend title này tức là cái biến mà chúng ta sẽ gọi là cái giá trị của cái title này và cuối cùng là chúng ta sẽ return cái cái mảng instance này ra thôi thì đó là cái cách mà chúng ta lưu lại những cái giá trị khi mà khách nhập vào và bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành vào một cái bước cuối cùng nữa là chúng ta sẽ hiển thị những cái à, giá trị này ra bên ngoài cái à, giao gia diện của cái theme thì chúng ta làm như thế nào đầu tiên là ở trong này nó có hai cái tham số cái tham số thứ nhất là tham số agreement và tham số thứ hai là instance À. cái acroman này nghĩa là những cái uh, những cái tham số ở trong cái uh, một cái quá dịch bao gồm là uh, những cái hút hay là những cái thẻ uh, html tức là những cái này bạn không cần bạn động chạm vào ha và cái insta này là cái biến mà để mà mình lấy những cái uh, giá trị của của cái form này à thì đầu tiên là để mà chúng ta dễ dùng thì thì chúng ta nên extract cái uh, biến acroman này ra ha để mà chúng ta viết lại cho nó dễ dàng hơn thì đầu tiên là chúng ta có là extract argument à. và bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến tên là title để mà chúng ta lấy cái giá trị trong cái trong cái title ra như là cái biến này là mình ghi là title tức là nó sẽ được dùng đàm để tên của cái quá cho nên á là mình sẽ không có thể là mình viết ra một cách bình thường mà mình sẽ dùng filter để mà chúng ta thay đổi cái title mặc định của cái quá dịch thành cái title mà chúng ta đã nhập vào ở đây thì chúng ta có là cái biến title là bằng apply filter thì các bạn cái phần filter này thì các bạn có thể là xem cái video trước của mình ha mình đã ghi rõ rồi và bây giờ ở chỗ, ở chỗ và bây giờ trong đây là mình có cái hút là quá dịch title và chúng ta có cái giá trị là is title à rồi thì đó là cái bước bắt buộc mà chúng ta làm trước khi mà chúng ta hiển thị cái cái quá dịch và bây giờ thì đầu tiên là chúng ta sẽ echo những cái thuộc tính ở trong cái quá dịch bao gồm là những cái thuộc tính đằng trước quá dịch đằng sau quá dịch đây là đằng trước title đằng, trước, đằng sau title những cái thuộc tính này bạn bắt buộc bạn bạn phải cho nó hiển thị ra ha nếu mà bạn không cho nó hiển thị ra thì nó sẽ không hiển thị ra đúng như mong muốn của bạn đâu thì đầu tiên là chúng ta sẽ có là echo before dịch à và ở dưới này chúng ta có là echo after và dịch và ở giữa này là là những cái gì mà mà chúng ta muốn cho nó hiển thị ở trong cái quá dịch ha thì đầu tiên là chúng ta tới cái phần title thì cái phần title này chúng ta sẽ tiến hành là echo before title tức là cái thẻ những cái thẻ heading đằng trước cái title á và chúng ta nối lại với cái biến title của mình. Tức là cái biến hiển thị cái giá trị của cái title mà chúng ta đã nhập vào. Và chúng ta nối lại là after title tức là cái thẻ đóng của cái thẻ heading này. À. Rồi. Thì bây giờ mình thử echo thêm một cái gì nữa nè. Echo thêm là hello world. À. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lưu lại ha. Lưu lại và mình ra mình coi thì lúc này bạn thấy không à, mình đã hiển mình đã tiến hành mình đã hiển thị cái title này rồi và ở trong cái quá này chúng ta đã hiển thị cái tên này thì đó là tất cả những gì mà chúng ta đã làm qua để mà để mà chúng ta có tạo được một cái uh, uh widget, ha thì giờ mình ở đây mình giải thích lại nè thì đầu tiên là là chúng ta sẽ extract cái mảng này ra tức là uh, để mà chúng ta sử dụng những cái biến này cho nó nhanh gọn lẹ ha và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thay đổi cái title bằng cách là chúng ta tạo cho nó một cái biến title và biến này nó nó sẽ thực thi cái filter trong cái hút tên là basic title và nó sẽ lấy cái giá trị là instant title nó sẽ thế vào đây à. Thứ tiếp theo là chúng ta sẽ, tiến hành echo những cái hút bắt buộc ở trong cái basic uh, bao gồm là before basic uh, after basic ở đây là chúng ta có là uh, before title để mà nó hiển thị cái thẻ heading tức là h1 h2 h3 gì đó và đây là chúng ta có thể đóng Ở giữa này là cái giá trị của thay thò chúng ta Và cái phần ở dưới này là cái thông tin mà chúng ta muốn hay thị ở trong cái quá dịch Thì nhìn chung thì một bước tạo quá dịch nó hơi dài như thế này À nó có rất là nhiều Vậy thì bây giờ các bạn muốn thêm những cái form khác thì sao Ví dụ như bạn muốn thêm một cái form cho khách nhập số hay nhập gì đó thì làm sao thì tương tự mình sẽ tiến hành mình tạo thêm một cái giá trị ở đây ha bây giờ ví dụ mình muốn tạo thêm một cái giá trị tên là Uh, yahoo của bạn <laughs> sorry uh, yahoo ở đây chúng ta có là uh, tập phạm ví dụ như vậy đi uh, VN.net rồi ở đây là chúng ta cũng có là yahoo bằng Biến này rồi có lại stan yahoo à và đây mình sẽ tiến hành mình tạo thêm một cái form để mà khách có thể nhập cái yahoo ha tại đây mình tại oh. đây mình copy rõ lẹ đi mình copy ra mình có cái form tạo thay thôi đúng không bây giờ mình có thêm một cái form nữa tạo yahoo anh à, em yahoo tôi có Yahoo này Rồi. ở đây ta, chúng ta cũng là tiến hành chúng ta tạo thêm Yahoo ta ở đây chúng ta cũng tạo thêm luôn à, tạo tạo thêm nhỉ? ta ta tạo thêm đi Yahoo bạn ở đây là chúng ta không có apply filter ha tại vì chúng ta chỉ là apply filter khi mà chúng ta muốn thay thế cái uh, uh, title uh, của của cái quái gì thôi. Còn nếu mà không có thì mình ghi là extend Yahoo. À, vậy thôi ha. Rồi giờ mình thử là mình echo ra coi. Yahoo. bằng Yahoo. à Rồi thì giờ mình vào phần quá dịch mở ra bây giờ mình thêm là thập phạm 92 thì lúc này nó sẽ lưu lại đúng không bây giờ mình ra mình coi thì lúc này nó đã hiển thị cái Yahoo à, ID ra ha thì đó là cái cách mà chúng ta tạo một cái quá dịch và mình cũng đã nói qua về cái cách mà chúng ta thêm những cái 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 form như thế nào và thêm những cái giá trị như thế nào để mà các bạn có thể gọi ra Thank <laughs> you.